Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập flat rất cũng đơn giản và rất là độc đáo, đó là bài tập chuyển hình ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở chương trình flat CS6. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái action grip 2.0 thì nó sẽ đầy đủ chức năng hơn. Sau đó chúng ta import stay cái bức hình của chúng ta vào. Stay ở đây thì được hiểu như là sân khấu. Thì bức hình của chúng ta là kích thước là 500x700 thì cái vùng stay của chúng ta sẽ là 500x700 và hiệu chỉnh là cho fit sân khấu và cái hình. Sau khi chỉnh xong chúng ta sẽ chọn align, chúng ta canh cho hình nó vào giữa đúng với sân khấu của chúng ta. Bước tiếp theo chúng ta sẽ convert to symbol để chuyển cái hình này thành movie clip, mà lưu ý là movie clip ha. Chúng ta sẽ đặt tên tùy ý, sẽ chuyển hình để cho hình chúng ta có thể chuyển động được. Sau đó là chọn frame để F6, chúng ta nhân F6 để cho cái hình từ điểm số 1 đến điểm 40 giây thì nó sẽ hoàn là 40 giây. Và các bạn muốn hình chúng ta đứng yên một chút xíu nữa, chúng ta cho thêm một khoảng thời gian để đứng yên. Chúng ta click vào cái vùng frame đầu tiên, chúng ta chọn blur, rồi chúng ta điều chỉnh hiệu ứng của nó. Các bạn sẽ bỏ dấu liên kết để cho chúng ta chỉnh được hai cái giá trị khác nhau. Nếu chúng ta để nguyên liên kết thì chỉnh hai giá trị vẫn như nhau, cho nên chúng ta sẽ bỏ liên kết đi. Chúng ta sẽ chọn vùng là transform selection để chúng ta chỉnh co cái hình mẫu chúng ta lại, như là kéo xuống phía dưới. Cái phần sân khấu chúng ta sẽ cho màu đen. Rồi hiệu ứng nó như thế nào các bạn thấy nó, điểm đầu điểm cuối chúng ta coi. À, điểm đầu thì cái hình nó bị nhòe. Sau đó chúng ta chọn Create Glassy Screen để cho hiệu ứng chúng ta nó tự động nó chạy. Các bạn nhớ ha, lưu ý Glassy Screen ha. Đó, hiệu ứng của chúng ta như thế này. Chúng ta Control Enter để xem thử. Hiệu ứng có vẻ rất là độc đáo và thú vị. Rồi chúng ta sẽ save file lại, đặt tên tùy ý để sau này chúng ta có thể mở lên chúng ta sửa được. Rồi bạn muốn xuất file SWF để cho dễ coi á, thì các bạn sẽ Control Enter một lần nữa sau khi load và chúng ta sẽ có được một file SWF để chúng ta coi demo. Thì cái bài tập này ứng dụng cho những cái flash mà chạy trên cái website quảng cáo chẳng hạn, thì khi bạn click vào nó sẽ co bung ra. Thì ban đầu nó là một cái hình nhỏ, sau đó click vào nó sẽ bung ra cái hình rõ và chất lượng. Thì một bài tập cũng khá đơn giản thú vị các bạn ha. Rồi các bạn hãy làm thử xem sao.